Xin chào mọi người, mình Hiền đây. Hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người cùng nhảy bài Anh có muốn đưa em về không? Mình lần tiên gặp anh là thứ hai rồi trên TikTok. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Bài này mình sẽ chia thành hai đoạn. Đối với đoạn thứ nhất thì bây giờ mình sẽ nhảy nhá. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, động tác đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn này. Lần đầu tiên gặp anh là thứ hai ấy, cái câu đấy. Khi bây giờ này, lần đầu tiên các bạn để tay như này mình nhá, kéo qua phải, tay trái làm tương tự kéo qua. Sau đó là anh thì chỉ đến chỗ như thế này, được chưa? Sau mình làm động tác tương tự múm hai tay đó, chỉ với nhau như này, chấm hai lần vào nhau. Và sau đó là thứ hai thì đưa tay trái lên trước rồi đến tay phải, được chưa? Đấy như này, lần đầu tiên gặp anh chấm chấm là thứ hai, ok nhá. Động tác tiếp theo thì chợt nhìn anh lâu là cái đoạn này, đưa mình đưa tay lên mắt như này, nhìn từ phải đang lên trước, và sau mọi người phủi vai trái từ tay phải nhá, phủi vai trái rồi phủi đây, và sau đó mình lướt từ ngược xuống như này, và sau đó tay trái lên cao và tay phải cánh vào hông hai lần, được chưa? Còn về phía người sẽ kết hợp như này, người quay cùng tay nhá, từ phải về này, khi phủi vai trái thì người sẽ hơi đổ người về hướng phải một xíu, phủi vai tương tự này, phủi. Bây giờ khi tay lướt từ ngực nhá, kiểu người mọi người đưa lên và sau đó sóng xuống đến hông như này, và sau đó khi đấm hai lần ở đây thì bạn sẽ phải nhấc chân trái lên trước để mình lấy đà về hông phải như này, và sau đó đến lần đấm thứ hai lại nhấc chân phải để lấy đà về hông trái, ok. Thử nhá, thử nguyên cái đoạn này này, đang ở nhìn em từ tên tên lướt về đây nhá, lấy đà trái về phải, phải về trái, óc rồi thật là chậm, kết hợp từ đầu 5 6 7 8 này, kéo kéo gặp anh chấm tay là thứ hai, chợt nhìn anh phủi vai phải lướt về ngực chấm tay về đó, ok. Bây giờ thì mình sẽ ghép nhịp nhanh một xíu, để nãy mình hát 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 và 7 và 8, ok. Bây giờ mình sẽ hát nhá, 5 6 7 8 lại này, 5 6 7 8 lần đầu tiên gặp anh chấm chấm là thứ hai, chợt nhìn anh thật đâu em chẳng biết đúng sai, ok. Rồi như vậy là đã xong phần thứ nhất, đến phần thứ hai. Tiếp theo đến phần thứ hai, bây giờ mình sẽ nhảy một chút nhá. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi thì động tác như sau. Bây giờ động tác trước này, các bạn đánh hông qua phải qua trái xong nhá. Thì bây giờ này, cứ hông bây giờ vẫn đi thế, mình không đi qua lại bình thường. Sau khi các bạn đã nhớ được cái bước chuyển động hông rồi nhá, thì các bạn giữ lại thế. Còn phần tay sẽ như sau. Đầu tiên thì tay phải quật lên, tiếp theo đến tay trái, và sau đó úp vào mắt, mở ra, úp, mở ra, và sau đó đến thứ này, tay phải đây nhá, 3, được chưa? Rồi khi làm hết động tác tay như này thì hông của người vẫn cứ đi qua lại giống động tác trước không? Bây giờ thử nha, đúng sai quận phải trái úp mở úp mở thứ ba, ghi chưa? Rồi bây giờ nhanh hơn một xíu, 5 6 7 8 và phải trái úp mở úp mở và thứ ba. Động tác tiếp theo, hai tay chạm vào nhau
tay mình, sau đó hất cổ tay và mình nhăn như thế này hai lần, được chưa? Sau đó này, người chỉ giáng tay như này nhá, chọc xuống, đưa lên và sau đó đặt cho mình tay phải của người để hất ngược lên 4 lần. Rồi, khi tay làm động tác này thì lúc này nhá, hông của người đang ở bên phải đúng không? Thì bây giờ này, đặt tay xuống vị trí hông bên trái như này và đồng thời người hơi nhún chân xuống. Khi đập gập cái phần cổ tay vào nhau ấy, thì hất hông phải lên cùng với tay hai lần, hất hất, sau đó về thẳng chọc xuống này và sau đó sang xoay người sang bên phải một xíu và sau đó đẩy ngược lên cho mình 4 lần xong nhá. Bây giờ thì mọi người sẽ vào nhịp nhá, chậm này, 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 và 5 6 7 8. Ok, bây giờ mình sẽ đếm nhanh hơn cái đoạn thứ hai này, 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 và 5 6 7. Hết. Bây giờ thì mình sẽ đếm từ đầu đến cuối này, chậm, 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Bây giờ mình sẽ đến nhanh nhá, 5 6 7 8. Lần đầu tiên gặp anh tằng tằng là thứ hai, ta 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 ta. Rồi thứ ba, ta 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 ta. Hết. 5 6 7. Hết. Rồi như vậy là mình đã cùng mọi người học xong bài Anh Có Muốn Đưa Em Về Không. Mình rất mong là mọi người hãy nhảy và có một clip quay lại thành quả nha. Mình cảm ơn mọi người đã xem đến đây và mọi người hãy like.